Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Bảo Khương Channel đây. Và trước khi bắt đầu cái nội dung video thì mình muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã giúp mình được 300 subscribe. Wow. Ok, thì hôm nay á, mình đang trên đường, trên xe, ba mình đang chở mình với mẹ mình đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị đi châu Âu và thi. Nhưng khi các bạn xem được cái video này á, là các bạn đang xem ngay bây giờ, chắc là mình đi châu về mất tiêu rồi, tại vì mình đi về mình mới edit. Nhưng mình vẫn làm cho các bạn xem, nên là cũng bắt đầu thôi. Hello, xin chào mọi người. Thì hiện tại mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, đây là chú Trịnh Tú Trung, đây là chú photograph có tầm nhất hệ mặt trời, chữ Tom. Mong mình dạ. Oh yeah, chúng ta đã lên máy bay rồi các bạn. Và nhìn nha, máy bay rất là đã nha. Economy rất là đã. Chút xíu thì mình sẽ, khi mà máy bay cất cánh rồi, mình sẽ dắt các bạn, mình sẽ đi thăm, dắt các bạn đi xem cái khoang business của nó. Còn bây giờ thì mình chưa có take off nên là chưa có được. Hả? Xong. Các bạn thì như nãy mình nói thì ở đây quá cảnh đến gần 7 tiếng đồng hồ mới lên máy bay. Bây giờ mới là 6 giờ mấy, 7 giờ chưa có tới bao nhiêu hết. Nên là mình đi chơi shopping. Ok, bây giờ sau 7 tiếng đợi ở Dubai thì bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi qua Georgia. Hẹn gặp các bạn ở đó. I saw her standing in the street alone, alone, alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Hello, bây giờ mình vừa tới Georgia, rất là lạnh, vừa xuống, nó lạnh mà muốn tim treo luôn. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài. Ok, bây giờ nếu mấy bạn không tin nó lạnh thì mình đi ra cho mấy bạn coi nè. Không biết đi ra được không ta? Rồi xong anh Hằng luôn. Nè, các bạn có thể nhìn ở bên ngoài này. Mấy bạn thấy gió không? Gió mà làm rung cỏ luôn. Ok, chúng ta vừa mới làm thủ tục. Bây giờ chuẩn bị đi ra và sẽ có người đó. We'll be right back.
Mi ơi lạnh quá. Rất là lạnh nhé. Phải nói là rất là lạnh. Ok mấy bạn, mình vừa vào tới khách sạn. Và bây giờ hình như là, để từ để mình lấy cái điện thoại. Hình như bây giờ mới là 5 giờ mấy, nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ăn và đi chơi. Ok tất cả các bạn, thì bây giờ chúng ta vừa xuống phố, giờ chúng ta đi ăn. Má ơi lạnh quá. Không mang máy quay đâu, tại cả máy quay chụp rất là, quay rất là cực. Oh, gymnastic. Oh wow, một cái quán này nhìn cực kỳ đẹp các bạn, nhưng mình phải im lặng. Dạ. Bắt nó là bắt mới ăn rồi còn non. Không ăn. Không. Ok. Bây giờ thì mới ăn xong và bây giờ chúng ta cùng đi xuống phố tí. Bây giờ là 7 giờ rồi, nhưng là vì chúng ta đến trễ nên là bọn mình là vừa mới ăn thôi. Nó lại giấc ăn trưa là từ 5 đến 6 giờ, nhưng mà mình ăn lúc 7 giờ. Lúc 8 giờ chúng ta phải quay lại chúng ta ăn tối, và đó là điều bắt buộc. Vì đó là luật của người đó, người ở đây. Và vừa nãy ăn một bữa ăn rất là ngon. Ăn một cái bữa ăn rất là ngon. Nhưng mà tự nhiên đi ra đường nó lạnh quá. Nó có con quay. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Ngày mai sẽ là ngày mà mình giao lưu thêm với các bạn của nước khác, bắt đầu những đồng phục và các thứ mình chưa muốn tiết lộ nhiều, những ngày mai các bạn sẽ được xem. Còn bây giờ peace, nhớ subscribe nha.